Thưa quý vị, trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm giờ làm, giãn việc hoặc cho nhân viên thôi việc. Không ít người lao động trên địa bàn thành phố rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để chia sẻ phần nào với những khó khăn của người lao động. Từ khi dịch COVID-19 trở lại, hai mẹ con chị Bùi Thị Hà quê ở Bắc Giang đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Cầm bị mất việc. Là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, cuộc sống của hai mẹ con chị Hà gặp không ít khó khăn. Công việc của em là tạm đình từ hôm 28. Nói chung là rất là khó khăn đó. Đi lại rồi tất cả mọi thứ, mình cũng phải tuân theo nhà nước khi mà người ta đã đề nghị đó, bảo vệ mình và bảo vệ mọi người nữa. Chỉ ở nhà thôi, có gì thì ăn nát thôi. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố, hiện số đoàn viên người lao động toàn thành phố bị ảnh hưởng là trên 56.000 người, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành du lịch dịch vụ hơn 44.000 người. Nói chung là cũng hơi bấp bênh, là ví dụ nếu mà bên công ty vợ làm bên đó thì làm được, chứ còn mình đi làm đây là không đi làm được. Vì làm thế này là tất cả các công trình nhà là họ không cho, mình cũng thất nghiệp, là cũng còn đang thất nghiệp. Để chia sẻ về những công nhân lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm chung tay cùng thành phố chăm lo cho người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó thì các hoạt động chăm lo, hỗ trợ chia sẻ với khó khăn của với người lao động là một trong những cái hoạt động thiết thực để chia sẻ góp phần là cùng với người lao động sớm được vượt qua được cái dịch bệnh. Trong cái đợt này thì chúng tôi cũng đã chi hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho người lao động. Và các cái hoạt động của tổ chức công đoàn thì cũng được trải khắp trên nhiều mặt trận, các đối tượng, cả lực lượng ở tuyến đầu chống dịch cũng như là những người bị tác động thì đều có cái thụ hưởng từ cái chương trình của Liên đoàn Lao động thành phố. Hiện Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi, rà soát để thống kê tổng hợp số lượng người lao động, công nhân bị mất việc, tạm ngừng việc trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 gặp khó khăn trong đời sống để có những bước hỗ trợ giúp đỡ gia đình các lao động vượt qua khó khăn.